Chúng ta ra thay cái kiếm tế lễ vô, chúng ta review cái hạt này tầng 12 nha. Ito chọi cái kiếm tế lễ là vào 80. Preview.
đây là con Nito của Quỳnh nha. Vũ khí kiếm tế lễ level 80 tinh luyện 5, thánh di vật 4 giấc mộng phù hoa, cung mệnh không nha, thiên phú 10 10 10 đó, chỉ số 62 107, hiệu quả nạp 166, sát thương nguyên tố nham 46%, phòng ngự 2001, Abido con thoi chu sa, thánh di vật 4 giấc mộng phù hoa, cung mệnh không, thiên phú 93, phòng ngự 2k4, tỷ lệ bạo kích 56, sát thương bạo 137, sát thương nguyên tố nham 81%. Đó, Yongli đang cầm giáo nịnh thần, thánh di vật hai tông, có hai cái tông thất à, cung mệnh không, thiên phú 90, chỉ số tấn công k7, tỷ lệ bạo kích 59%, sát thương bạo kích 136%, sát thương nguyên tố nham 75%, HP 28k. Goro cầm cây tiếng thở dài vô tận, thánh di vật 4 giấc mộng phù hoa, trời nó tài chơi 4 giấc mộng phù hoa không luôn, cung mệnh 4 nha, cái này cung mệnh 6 là còn ngon nữa, thiên phú 11 năm, chỉ số 1007, phòng ngự 33%, tỷ lệ 71%, sát thương bạo, hiệu quả nạp nguyên tố 234. Ayato cầm trấn nha, Haran thánh di vật dư âm tế lễ, cung mệnh 1, thiên phú 10 10 10, chỉ số tấn công 1.900, gần 2.000, tỷ lệ bạo kích 71%, sát thương bạo kích 226%, sát thương nguyên tố thủy 46%, chém hồi nãy gần 40k. Rồi Xin chiêu cầm kiếm tới lễ tinh luyện 5, thánh di vật 4 dấu ấn, cung mệnh 6, thiên phú 11 11. Đấy, chỉ số tấn công K4, tỷ lệ bạo 52%, sát thương bạo 104, hiệu quả nạp 196, sát thương nguyên tố thủy 66%. Thiết phong kích, thánh di vật 4 bóng hình màu xanh, cung mệnh không, thiên phú 90, chỉ số 966, tinh thông, hiệu quả nạp không có một đồng. Ok, cuối cùng là Bennett. Bennett cầm kiếm tây phong, sau kiếm tây phong level 80, 4 tông thất, cung mệnh 5, thiên phú 4 11, chỉ số 48, 135, 188 nạp. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu, Kamisato Ayaka, present.